nào đâu. Chắc chiều. Trận này có một cái sự thú vị, đó là Messi sẽ là người hỗ trợ Ronaldo. Cặp đối thủ gọi là không đội chung một bầu trời sẽ kết hợp cùng với nhau trong trận đấu này. Ui, một siêu phẩm. Đó là siêu phẩm của CR7. Tôi đã bảo rồi mà, tôi không ghi bàn thì thôi, một khi tôi đã ghi bàn thì chỉ có siêu phẩm. Đó là sự thật. Ồ, thủ môn Mỹ cột dọc sẽ khản phá nhưng rất tiếc là bóng đã bay vào lưới. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang làm đây là Frank Lampard icon. Quất đi em, quất đi em, quất cho cuộc đời mình thêm vui. Quất luôn nha, quất luôn ngay, quất cho cuộc đời này thêm say. Đi xua. Chuyến đi, đấy rồi. Được. Tình huống tạt cánh rất hay của Emilio Insua, cựu cầu thủ của Liverpool. Cristiano Ronaldo. Ôi, bóng đã được giữ lại. Có vẻ như để Messi hỗ trợ Ronaldo là rất hợp lý nhỉ. Tôi đã thấy những tín hiệu khả quan trong trận đấu này rồi. Kylian Mbappe lô tim. Đúng rồi. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Ricardo Quaresma. Âu Lan Mèn. Yên Sùa. Không ai ngăn cản. Trọng tài xác định đó là một quả đá biên. Michael Ballack. Oh, what the fuck. Tôi có cảm giác cái trận này đối thủ đang bị cóng chân hay sao ấy. Nhìn pha truyền là thấy biết rồi à. Nãy giờ là mình là bị ăn hành liên tục cho nên là chưa lấy lại được cảm giác mà hoàn hồn. Với vào livestream thì bị vã rồi sấp mặt bao nhiêu trận. Tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Kylian Mbappe lô tim. Nguy hiểm. Không được. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Họ chơi bóng như thể không cần nhìn vậy. Bọc bạn vui. Vâng rồi, thật tuyệt vời. Ôi, một trận đấu của những siêu phẩm. Vâng, đó là một thắng rất tốt, rất xứng đáng với cái khách. Không thể tin vào mắt mình. Yeah, các số liệu thống kê không nói dối. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã ghi được bàn thắng. Không ngờ là kết hợp Messi với Ronaldo mà mang lại một cái hiệu quả nó tuyệt vời đến như vậy anh em ạ. Đây có lẽ là một cái kinh nghiệm cho anh em sử dụng này. Không nhất thiết là phải là tò ti đâu, anh em sử dụng mùa nào cũng được. Nếu như bộ đôi này mà đá với nhau thì tín hiệu khả quan là rất tuyệt vời đấy. Nó là phong thủy đấy anh em ạ. Ronaldo. Messi đá CF và Ronaldo lại AST nó khác vị hẳn luôn, khác bọt hẳn luôn. Thế nó mới sướng. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Đá đời luôn. Anh sợ ý Messi. Em bắt bê nữa. Sút đi. Uầy. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Là trận đấu này tôi sẽ phải đưa lên YouTube để cho anh em được xem người thật việc thật. Đó là minh chứng, đó là một công thức mà chính tôi đã trải nghiệm. Những cái gì tôi biết tôi sẽ chia sẻ với anh em, không giữ cho riêng mình làm gì. Vì chúng ta đều là những người yêu thích. Yêu thích môn thể thao vua. Yêu thích tựa game FIFA Online 4 được nhà phát hành Galera mang tới cho chúng ta trải nghiệm. Ok. Đó đây là một cơ hội.
Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Chấp nhận một pha góc. Một pha đưa bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Tati. Ai chà. Rất tốt. Đó là một phản ứng điên. Có vẻ như sau khi bị tôi vã cho hai bàn thì đối thủ đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Vã thêm vô vài trái nữa thì có khi anh ta sẽ không còn động lực để thi đấu nữa. Đúng rồi. Một cú sau bóng rất vã thêm đi anh em ơi. Anh cái gì vậy? Đủ má ông em Mbappé kìa. Đá với hai người đàn anh siêu sao mà ông ngắm ở này thì hỏng. Ấy à, mình xin nha. Ít xua vào bóng hay phết đấy chứ đùa. Đấy rồi. Thông báo cho anh em biết là Ít xua này là có cái chỉ số ẩn gọi là tạt bóng sớm nha. Ui, chỉ số ẩn tạt bóng sớm là chặt tạt không chính xác thế này thì cũng vất. Tạt bóng sớm, ui trời, cái gì má trời mẹ ông. Trong Ít xua này ông tạ ghê á. Tự nhiên lao vào đồng đội ngã chóc chòi này. Và dứt điểm không tốt. Ui. Rất nhanh. Wow. Pha thắng tươi đẹp của Eden Hazard. Khó quá Ederson này. Họ vẫn còn cơ hội cho mình trong trận đấu sau bàn thắng này. Vâng đúng vậy, họ đang dần có lại niềm tin và đây là cơ hội thực sự cho họ. Đây là Mbappé. Anh ấy đã xuất hiện và làm trực tiếp bóng. Có cơ hội ngay bây giờ. Ui. Cơ hội để anh ta có được cú đúp của mình trong. Oh what the fuck. Không có lúc nào cả. Không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy đã không tận dụng được. Một tình huống bộ lỡ khá là vô duyên của anh bẫy nha ta. Điều đó là điều không nên một chút nào. Đây rồi. Ronaldo. Messi. Họ đang thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Đây rồi. Đây rồi. Làm đấy nhá. Sút. Và đoạn chính xác. Cú toa đã sút một sút rồi. Vẽ nó được. Đây rồi. Steven Gerrard. Messi. Vua dề dắt đi bóng này. Tạt bóng đi. Đây rồi. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Cụ tuổi đấy, từ chối một siêu phẩm. Xong rồi. Đấy là bóng rất tốt của thủ môn. Và anh ấy đã lấy bóng vào một pha can thiệp rất tốt. Rất có thể đội bóng sân nhà. Như vậy là đội bạn đến bây giờ họ thi đấu cũng rất kiên cường đấy. Sau khi thua 2-3 mà tinh thần không nhụt cũng là khá lắm rồi. Chúng ta cũng phải dành lời khen cho đội bạn. Ricardo Quaresma. Quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc. Thắng thua không quan trọng. Trong ta đã nhìn đồng hồ. Sẽ không còn đường lui nữa. Tên gì đây? Và bàn thắng đã bị từ chối để thủ môn. À đây là Alisson. Ok. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 2-1. Trận đấu khá là tuyệt vời. À, trận đấu này thì thực sự là đây là chiến thắng trong buổi livestream. Chiến thắng đầu tiên trong buổi livestream nên tôi sẽ cho anh em xem lại highlight. Chiến thắng rất quan trọng ngày hôm nay. Cho anh em xem lại highlight của trận đấu này. Ta có hai siêu phẩm. Ronaldo.
Và đây là cú sút. Đây là siêu phẩm đầu tiên của Ronaldo. Bóng rơi cột, tôi cứ tưởng là ra ngoài nhưng vẫn có bàn thắng. Rất đẹp. Tani. Cristiano Ronaldo. Ôi, bóng đã được giữ lại. Bóng đã lăn qua đường biên dưới sân, sẽ không phải góc. Siêu phẩm của bóng bà đấy. Bóng đại bác chết chóc. Và đội bạn trong trận đấu này cũng đã có bàn thắng danh dự cho mình. Tình huống rất nỗ lực. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Chấp nhận một pha phạt góc. Đây là tình huống ngớ ngẩn của Alexson. Thật tuyệt khi sút. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Eden Hazard. Họ vẫn còn cơ hội cho mình trong trận đấu sau bàn thắng này. Vâng, đúng vậy, họ đang dần có lại niềm tin vào đây.